Ly Nha Kỳ đang có mặt tại Đà Lạt để tất bật chuẩn bị cho việc ra mắt khu nghỉ dưỡng mới của cô. Ly Nha Kỳ yêu khu resort của mình với không gian thanh bình và thoáng đãng tại mảnh đất mơ mộng này. Khác với vẻ ngoài sang trọng, quý phái khi xuất hiện tại các sự kiện, Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người bất ngờ bởi hình ảnh giản dị, trẻ trung. Cô chọn áo thun, quần dài kết hợp cùng kiểu tóc Tết khoe nhan sắc rạng rỡ. Lựa chọn lối trang điểm đơn giản, song chính làn da trắng không tì vết và vẻ ngoài trẻ trung giúp Lý Nhã Kỳ thu hút người đối diện. Cô cho biết khi xuất hiện tại các sự kiện, vì tính chất công việc mà cô phải lựa chọn trang phục sao cho phù hợp. Ngoài hoa, cô còn trồng các loại rau quả như súp lơ, ách iso, cải thảo, rau xà lách, bí ngòi, bơ, dâu tây và nuôi gà. Lý Nhã Kỳ không giấu được niềm hạnh phúc khi nhìn thấy được thành quả của mình sau thời gian chăm sóc. Người đẹp tiết lộ, dù bận rộn với công việc tại thành phố Hồ Chí Minh và di chuyển công tác nước ngoài rất nhiều, song vào cuối tuần, cô dành thời gian để lên Đà Lạt chăm sóc cây cối, thu hoạch rau củ và gửi cho gia đình, bạn bè. Người đẹp tâm sự chính việc được đi dép tổ ong, thu hoạch rau củ, hái hoa giúp cô cân bằng lại cảm xúc sau khi dồn toàn tâm toàn lực vào công việc. Đồng thời, diễn viên Gió Nghịch Mùa tiết lộ chính không gian thoáng đãng của Đà Lạt, giúp tâm hồn cô trở nên yên bình hơn và vui vẻ hơn sau nhiều áp lực công việc và thiếu thời gian nghỉ ngơi. Điều đó góp phần giúp cho Ly Nha Kỳ giữ được nhan sắc trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nói về bộ ảnh lần này, Lý Nhã Kỳ chia sẻ cô muốn ghi lại những thành quả mà bản thân đã nỗ lực vun trồng trong thời gian qua. Hơn hết, thông qua bộ ảnh mới, người đẹp muốn truyền thông điệp sống xanh, yêu thương bản thân mình đến mọi người, đặc biệt là phái đẹp. Cô cho biết bên cạnh công việc, cô luôn dành những khoảng thời gian riêng cho những sở thích cá nhân,